Hello, xin chào cả lớp. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Cả lớp bật camera nhé. Riêng cái lớp học của cô Hải Hà thì bọn mình được tham gia rất là nhiều phần như là tập thể dục, truyền cảm hứng và thay phiên nhau nhắc lại bài cũ nữa. Từ phía mong muốn nhà trường cũng như là từ phía sinh viên thì tôi đã xây dựng một cái chương trình học cũng dựa trên đề cương môn học mà tôi đã thiết kế từng buổi học với 5 phần khác nhau, và mỗi phần thì đều hướng đến cái mục tiêu cụ thể. Ví dụ như là bắt đầu là cái phần warm up, là cái phần tập thể dục đầu giờ, thì cái phần này thì hướng đến cái việc là đánh thức cơ thể các em, đánh thức cái thể chất của các em để chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào một cái bài học rất là quan trọng. Thì phần này có thể là các bài tập thể dục toàn thân ngắn thôi, khoảng 5 đến 7 phút. Thế và cũng chính do từng thành viên trong lớp sẽ lead, sẽ lãnh đạo cái hoạt động đó. Thế và tôi cũng nhận được cái sự phản hồi rất là tích cực từ phía sinh viên. Đó là các em rất thích cái hoạt động này. Và đặc biệt các bạn lại là sinh viên thể thao nữa. Các bạn ấy bảo, ôi, vào học đại học mà cũng được cô cho tập thể dục. Thì đấy là cái điều mà rất là thú vị. Và cái phần thứ hai là cái phần inspiring, đó là cái phần mà truyền động lực. Thì cái phần này thì tôi cũng hướng đến cái tác động đến đó là tinh thần của các em. Và cái phương thức thường là có thể là chỉ là một bài hát thôi, một câu chuyện thôi, hoặc là một clip truyền động lực, nó khoảng 5 đến 7 phút. Thế và đó là những cái câu chuyện mà các em học hỏi được từ đó, hay là những cái thông điệp mà các em muốn gửi gắm từ đó. Thì cái phần này là cái phần mà các bạn sinh viên có thể học hỏi được từ nhau rất là nhiều. Và giảng viên cũng học hỏi được từ sinh viên những cái trải nghiệm của cuộc sống của các em ấy và những bài học cuộc sống. Giả định của doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh. Vào cái thời điểm phát sinh mà nó là chỉ dựa trên cái số tiền mặt thu được thôi. Cho nên là cái báo cáo này là sai. Sản phẩm này thì rất nhiều người quan tâm đến bộ báo cáo tài chính này. Thế thì lớp mình thế sau hai phần đó thì sẽ là cái phần review, tức là cái phần nhắc lại bài cũ. Thì trong phần này tôi hướng đến là sinh viên sẽ hình thành được các kỹ năng như là tổng hợp kiến thức này, trình bày bài này, làm slide này, giảng giải lại bài cho các bạn có thể hiểu được vấn đề này. Thế thì đây lại chính là những cái kỹ năng mà rất là quan trọng để sau này các bạn ấy có thể thành công được trong môi trường công việc. Thế và tôi cũng lấy cái phần này là cái phần trả bài luôn. Thì sinh viên lại thích thú với cái hình thức trả bài rất là chủ động này. Thế đến cái phần thứ tư và thứ năm, đó là phần tập trung vào bài mới. Đó là cái phần bài mới và thực hành tại lớp. Thì với ba phần trên thì có thể hiểu như là khai tâm thì mới mở tuệ đó. Thì ba phần trên đã giúp cho các bạn ấy cảm thấy rằng là chúng ta sẽ đang bước vào cái phần quan trọng nhất của buổi học. Thì khi đó tôi sẽ giảng bài mới. Và cái phần mà tôi chọn để giảng là những cái phần phức tạp nhất và khó nhất của cái nội dung đó. Các phần khác thì tôi sẽ yêu cầu sinh viên tự học và sẽ làm cái phần đó ở cái phần nhắc lại bài cũ vào buổi hôm sau. Thế thì để kiểm tra rằng sinh viên có thể nắm bắt được cái kiến thức mới và khó đó thì tôi cũng cho thực hành tại lớp luôn. Thế và qua cái việc mà sinh viên có thể làm bài thực hành tại lớp thì tôi cũng nắm bắt được là sinh viên đã hiểu được cái nội dung của mình chưa. Thế và khi mà kết cục là các em ý kết thúc một buổi học, các em hiểu được cái nội dung mới, các em làm được bài tập mới thì các bạn rất là hạnh phúc. Thực sự đây là một lớp đặc biệt nhất mà mình từng được học. Bởi vì bên cạnh việc học tập các kiến chuyên môn của ngành quản trị kinh doanh thì mình và các bạn trong lớp cũng được tham gia các hoạt động bổ ích khác. Và mỗi giờ học thì chúng mình được thay phiên nhau làm lớp trưởng này, dẫn dắt các hoạt động khác của lớp. Và đây cũng là điều đặc biệt thú vị trong lớp.
tạo ra một bầu không khí mới lạ và chủ động cho sinh viên tụi mình. Đã nghĩ ra đáp án rất là nhanh rồi, có thể bật mic để trả lời cho cô. Khi mình mà tách ra khỏi được cái vòng vòng xoáy đó và mình xác định được rằng mình làm cho chính mình chứ không phải là mình làm cho họ thấy. Doanh nghiệp không có ý định như là không buộc phải ngừng hoạt động và hoặc. Cô Hà là một trong những giáo viên để lại ấn tượng đẹp nhất cho mình, bởi vì trong cô luôn có một nguồn năng lượng rất là lớn và từ đó cô có thể giúp cho mọi người chia sẻ và đoàn kết lại với nhau. Và bên cạnh đó thì việc đan xen các kiến thức chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong lớp cũng giúp cho mình và các bạn trong lớp cảm thấy hào hứng hơn này và tập trung hơn. Từ đó thì dẫn đến kết quả học tập cũng như là việc hiểu nội dung của buổi học đó một cách tốt nhất. Cô đang truyền cho bọn mình rất là nhiều năng lượng tích cực cũng như là động lực để bọn mình có thể hoàn thành tốt cái bộ môn này cũng như là trên con đường sắp tới. Với quy trình 5 bước lên lớp thì với quy mô lớp nhỏ mình cũng thể áp dụng được, mà quy mô lớp lớn mình cũng áp dụng được. Với quy mô lớp nhỏ thì mình có thể để từng cá nhân lãnh đạo một cái hoạt động cụ thể. Còn với quy mô lớp lớn thì mình có thể chia nhóm, một lớp mình có thể chia đến 10 nhóm hoặc 8 nhóm tùy theo cái lớp đó là đông hay là vừa phải. Tôi rất mong muốn được lan tỏa cái phương pháp giảng dạy mới cũng như là cái cách triển khai mới này đến các đồng nghiệp của mình. Vì là bối cảnh mà có thể trở nên khó khăn hơn thì chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Nhưng cái cách mà chúng ta giúp cho sinh viên cảm thấy tích cực hơn và cảm thấy yêu các môn học, yêu các buổi học của mình hơn là cách mà chúng ta có thể chủ động và chúng ta làm được với việc mà chúng ta đổi mới, sáng tạo cái phần việc mà chúng ta lên lớp đó. Các em sinh viên thân mến, cô và nhà trường rất hiểu rằng các em đã gửi gắm ở đây 4 năm thanh xuân của mình. Và thầy cô cũng hiểu một điều rằng là các em mong muốn được các thầy cô và nhà trường chia sẻ nhiều hơn phạm vi những kiến thức trong chương trình. Và các em cũng mong muốn được trải nghiệm nhiều kỹ năng và bài học cuộc sống hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và để chúng ta có những thời gian đồng hành quý giá trong cuộc đời. Và chúng ta hãy hy vọng một ngày không xa khi mà Covid đã được khống chế, chúng ta sẽ gặp nhau ở trên giảng đường UEB thân yêu các em nhé. Xin chào các em.